Nhiều anh em hỏi á là anh Tâm ơi, sao anh Tâm không bán máy lốc? Tại vì em cũng không có đủ kinh phí cho lắm, em muốn xài một cái 15 rồ mắc lốc thôi cho nó rẻ, hoặc 15 lớp 15 rồ đó cho nó rẻ. Thì em thấy là cộng đồng iPhone người dùng lốc nó cũng nhiều mà, sao anh Tâm không làm? Thì đúng, tiền không có chê. Anh làm lốc thì anh nói thiệt anh làm cũng được, vì nhập cái máy quốc tế nhập máy lốc về chỉ khác nhau về giá tiền thôi. Làm cũng được nhưng mà anh thiệt, nói thiệt là anh không làm. Nói thiệt nha, là không làm. Vấn đề nằm đây nè. Ví dụ bây giờ cái thời buổi nào rồi, cầm iPhone ra ngoài là gọi là sang chảnh hay là gọi là khoe mẽ hay là cái tôi của mình được nâng lên á. Cái kiểu như hồi xưa mà cầm cái 3GS, iPhone 4, 4S á, cầm thôi thấy đã, thấy sướng á. Cầm cảm giác mà đưa lên người ta nhìn á, mình cảm thấy nó sướng trong lòng á. Thời nay nó không còn đâu. Cái iPhone nó bình thường lắm. Như hồi xưa mà chạy chiếc SH ra ngoài á, chiếc SH 2009, 2010 á, nhìn nó sướng lắm, mang đôi doctor đúng không? Mà em thấy vậy là ok đúng không? Thời nay chạy SH ra ngoài là bình thường. Em nói rồi, quan trọng là trí thức và cách anh em đối nhân xử thế vân vân thôi. Anh em miễn trên mạng đừng có đừng xạo xạo cờ hó giả nhân giả nghĩa là được. Anh em mình dung nha. Thì một cái máy lốc á nó khác. Hồi xưa nó ghép rất là dễ. Em nói ví dụ nè, đây là cái ổ sim nè. Đây đây là cái khe sim nè. Hồi xưa cái máy lốc á anh em chỉ việc gắn một cái sim ghép, nó là một cái bản mạch nó nằm ngay ở trong cái mạch sim này nè, và cái sim của mình gắn vào cái mạch đồng nó sẽ tiếp xúc với lại cái sim ghép đó, và cái sim ghép đó nó sẽ tiếp xúc với là cái mạch đồng cổ sim đó, kiểu nó đánh lừa Apple, đánh lừa cái server hệ thống của Apple á. Anh em nhập cái ICCA đi vào và anh em xài như một cái máy quốc tế, nó không có hao pin hơn gì hết trơn. Rồi đó em xài em biết, hồi đó em test em bán em trải nghiệm, hồi đó cái thời 7-8 năm trước em có trải nghiệm cái máy lốc em biết. Thì thời nay nó khác, em nói thiệt, thời trước là không can thiệp vào mặt phần cứng nhưng mà thời nay thì phải can thiệp vào mặt phần cứng. Đây là phần cứng là sao? Ví dụ nó có ổ sim thì anh em gắn sim ghép được đúng không, nhưng mà khi anh em không có ổ sim á thì anh em phải bỏ cái ổ sim giả ra đi nè, tinh dòng 14 rồi mắc nè, thì bây giờ nó đâu có lỗi cắm sim nữa đúng không, nó bỏ rồi, nó eSIM rồi đúng không, ở Mỹ lắp ở Mỹ đúng không, thì anh em phải bỏ cái ổ sim giả ra đi nè, anh em thay cái ổ sim thiệt vô đúng không, cái này là cái này nhựa, nó là bộ ổ sim giả, anh em hiểu không? Thay vì nó có bộ ổ sim nó gắn vô, ổ sim giả vô, thì khi anh em gắn ổ sim vào thì anh em bắt buộc phải thao tác trên main. Đây em cho anh em coi nè, nè anh em thao tác trên main giống vậy nè đó, anh em phải gắn ổ sim mới vô rồi anh em khò hàng các kiểu vô đó, anh em cho nó dính vô đúng không, đó anh em gắn ổ sim mới vô nè, rồi ok đó, anh em chích anh em khò anh em làm tùm lum mà la, nói chung anh em vẽ mặt anh em khò cho nó. Thì em nói đơn giản vậy nè, khi mà anh em làm hành động đó, thứ nhất em nói thứ nhất nha, là cái main nó bị tác động nha, cái main nó bị tác động, nói chung là không còn zin nguyên bản nữa. Anh em bỏ một số tiền giá rẻ hơn để em mua máy lốc, nhưng mà khi anh em bán lại thì anh em cũng phải bán rẻ như một máy lốc. Anh em hình dung không? Không có nào mà bán như một máy quốc tế được. Ví dụ cái máy quốc tế nó 30 triệu, anh em mua máy lốc 20 triệu thì khi anh em bán lại nó cũng phải 20 triệu nha. Nhưng mà cái hành động mà anh em đã khoét CNC, anh em khoét cái lỗ cắm sim á, anh em khoét cái lỗ trên thân vỏ này nè, và anh em làm cái ổ sim giả này vô em gắn vô anh em xài đúng không? Thì khi mà anh em bán lại anh em cũng phải tìm người trong cái cộng đồng mà xài iPhone lốc á, anh em bán cho họ. Có nghĩa là cái cộng đồng có giới hạn, cái giá tiền đó chỉ có cộng đồng nó chấp nhận thôi. Kiểu như anh em mua chiếc da dép hoặc là mua chiếc SH mà 2009, ví dụ 200 triệu đi, chiếc SH 2009 đi, 150 triệu, thì chỉ có một cộng đồng người chơi chấp nhận cái xe cổ mua với cái giá đó thôi. Còn 150 triệu hôm nay, à tao mua SH đời mới 2024, tao xài được bảo hành hậu mãi đầy đủ, máy móc êm ru 160cc vân vân, kiểu dáng nó hiện đại, mặt đồng hồ điện tử vân vân. Anh em hình dung không, có nghĩa là một cộng đồng nhỏ người chấp nhận cái chuyện đó thôi. iPhone lock cũng thế, khi mà anh em mua thì khi anh em mua xong anh em bỏ tiền cho xong cho đã rồi, ví dụ trường hợp xảy ra em nói là không có mã ICD hoặc là bộ can thiệp bằng server đó, em nói xui xui cái máy này nó không unlock được thì anh em phải đắp chiếu chở như cục gạch vậy đó, chờ nó lock được thì em mới bán được. À anh em hình dung không, có những cái đợt mà Apple nó quét, em nói là trong quá khứ và tới hiện nay nhiều lúc Apple nó quét và không unlock được thì sao, thì cái máy này mới đắp chiếu chờ lock được mới bán được chứ. Thì cái giá cả thị trường đó, nó trồi sụp, unlock được á thì cái giá nó cao lên một tí, không lock được á thì cái giá nó hạ xuống một tí, vì nó phải chờ, cái thời gian chờ là thời gian trượt giá đó, anh em hình dung cái chuyện đó nha.
Và em nói luôn, em không làm lốc. Thứ nhất là do chính sách. Em có hành 1 năm mà đã mục tất cả loại phần cứng. Lỗi, em đổi cái máy khác. Và khi đổi cái máy khác phải CNC lại, phải nói chung là phải can thiệp phần cứng lại. Thì em không thích bị độ bền nó bị ảnh hưởng. Em bảo hành 1 năm em bảo hành không nổi. Em thấy là nó tỷ lệ rủi ro nó cao, em bảo hành không nổi. Cái thứ hai là khi bảo hành năm xong lên đời thu bằng giá bán lẻ tại thời điểm. Ví dụ em bán 30 triệu thì anh em lên đời em thu lại đúng 30 triệu cho anh em. Anh em đổi ngang sang một cây máy khác, anh em chỉ bù 500 ngàn phí xe bảo hành thôi. Thì 500 ngàn đó em giảm khách sâu, khách cũ phanh cứng, không lấy sạc cáp thì cũng còn được có 300 ngàn. Nghĩa là cái máy này đưa lại bán không đồng, đưa cho anh em cái máy mới em được có 300. 300 mà tổng hai cây mày phải hành 5, cây mới hành 5 thì không lãi, lỗ ròng. Cả pin, cả anh thức, cả Mỹ quân em đang lỗ ròng. Nha. Nếu cái block á mà trong tương lai cái năng trượt giá là bị in lock hay là vân vân hay là nhiều vấn đề xảy ra, em có thấy là cái một cộng đồng chỉ để phục vụ cho một cộng đồng nhỏ thôi á thì thôi, anh em tiền tới đâu mình chơi tới đó. Không có cần khoe mẽ hết, em muốn trải nghiệm công nghệ đúng không? Thì em cứ mua dòng thấp trước đi. Thí dụ 13 đồ mắt cũng 120 Hz cũng ok rồi, anh xài thấy vẫn khác quá với 15 đồ mắt anh đang dùng đâu. Vuốt vuốt, phần lớn là vuốt màn hình, vuốt 10 tiếng đồng hồ, vuốt màn hình, ngồi trực tin nhắn Zalo, fanpage, xử lý công việc, vân vân, bla bla. Thì không khác gì cái 15 đồ mắt hết, cũng có chụp macro vậy. Nha, nếu mà khi mà các em dùng á, em nói thiệt, nói cho anh em nghe nè, anh em dùng á, một cái máy mà tầm tiền tới đâu, mình mua tới đó và khi lên đời được thu bằng 100% giá bán rồi, đâu cần trả góp đâu. 13 đồ mắt ví dụ bán 15 triệu, 14 đồ mắt ví dụ bán 20 triệu, xài thời gian xong lên đời bù 5 triệu cộng 50 ngàn phí xếp bảo hành là xong. Tại sao phải mua cái máy lốc mà nó có, nói chung là nó giá trị của nó phải biến thiên theo thị trường và dựa vô một cái thằng khác, thằng bên thứ ba, anh em mình dùng không? Cái giá trị của mình, giá trị của bản thân mình thì dựa vô cái đầu của mình, mà giá trị của bản thân mình mà cứ suốt ngày cái lôi ba má mày ra, mày biết ba má tao là ai không? Mày biết bố mẹ tao là ai hay không? Nghe mình dung không? Giá trị của mình là ở mình, chứ phải giá trị của mình là mày biết bố tao là ai không. Anh em mình dung nha, không dựa vào bên khác, em không thích. Thì khi mà em làm chính sách như thế thì ra em bán máy lóc không được. Ở đây anh em hỏi thì cũng thế thôi, em không bán máy lóc. Em nói đi nói lại rồi, em bán máy lóc. Còn cây này nhìn thì biết đáng buồn rồi, 13 đồng mắt nè, 26GB có lỗi xanh trắng màng. Anh em thấy em đang cầm cái này thật sự em đang buồn lắm đó. Vì nó không có thông tin khách hàng, không có thông tin khách hàng có nghĩa là cái máy này máy bên em. Máu bên em mà bị xanh trắng màng đây, em ở bên trong này đó, đẹp len ken gì đó, đó ok, fit màng rồi, đó fit màng rồi, đây cái máy nè, máy VNA nè, đó, 26GB, mới hỗ trợ máy ngoài tháng trước, cái này cái máy ngoài nha, đây nè, đó pin sạc, lúc đó là như là 85, 86 gì đó, 85 thì phải, đó em hỗ trợ xài tháng mấy, pin còn 83, nó hiệu chỉnh lại, pin còn 83, và thế là xanh màng, và thế này em ăn. Máy ngoài em thu 90%, máy bằng kia em thu 100%, cộng 500 ngàn. Đó, chính sách của mình em đang làm. Và em còn đang chuẩn bị cái chính sách mới. Anh em chờ đi, em đang chuẩn bị cái chính sách mới. Em nói thiệt luôn là chắc là cũng không bên đâu có. Em nói thiệt, và anh em yên tâm thì sẽ được phục vụ hậu mãi từ A đến Z. Đã làm là chỉ có hơn thôi, chứ không có thua. Rồi, thế nha.